Tập 13. Anh còn nhớ, hồi nhỏ, có lần anh, em và Hắc Tử lẻn trốn ra ngoài, trốn mọi người đi săn. Kết quả bị một con hươu dắt mũi đi vòng vòng. Anh nhớ chứ? Sau đó bắt được hươu, chúng ta cũng đi lạc. Ba chúng ta đã đi vòng vòng trong rừng, lò dò trong bóng tối. Sau đó vẫn là lão vua thợ săn cứu chúng ta về. Em còn dám nói à? Nếu không phải hai người đẩy hết trách nhiệm lên cho anh, anh đã không bị ông ấy đánh mười mấy cái. Lúc đó em đã thấy lão vua thợ săn rất coi trọng anh, nên anh nhất định sẽ trở thành vua thợ săn. Hồi đó anh thấy ông ấy còn muốn con trai mình kế tục. Con trai mấy khỏe mạnh, trình độ đi săn không thua kém anh. Nếu không chết vì cứu anh đoán bây giờ vua thợ săn không phải là anh rồi. Chuyện đã qua lâu rồi, sao anh vẫn để tâm? Bây giờ anh là vua thợ săn, phải dẫn dắt mọi người đánh đuổi giặc ra khỏi đây. Phi Lan, anh từng nói với em, dẫn người đi săn thì được, dẫn người đánh trận anh không có tự tin. Bây giờ lũ giặc đang ở dưới núi, lúc nào cũng có thể lên đây. Bây giờ anh nói không tự tin, anh bảo mọi người trên núi phải nghĩ như thế nào? Phi Lan, anh hiểu lời em nói, nhưng mà đánh trận và đi săn hoàn toàn khác nhau. Để anh suy nghĩ thêm đã. Theo em thấy, đánh trận và đi săn giống nhau, không phức tạp đâu. Em tin anh làm được. Ném đi, mau ném đi. Em ném rồi. Cậu ném cái gì? Nhìn tôi đây. Thấy chưa? Chúng ta qua bên kia xem. Đi. Nhanh lên. Đi đường tắt, cậu vội cái gì? Tôi thấy gần đây vô thợ săn có vấn đề. Có vấn đề gì? Còn vấn đề gì nữa? Trận hôm nay đánh quá kém. Chúng ta vốn đi săn để kiếm ăn, giờ thì hay rồi, bị đám giặc chật để biến thành con mồi. Trong lòng quốc ức chứ. Tôi thấy tâm tư anh ta không ở núi Thanh Long. Nãy trên đường đến đây lại thấy anh ta đi tìm Khổng Mai. Đường đường là vua thợ săn, sẵn ra là chạy đến nhà con gái người ta. Tôi đang nói chuyện đánh giặc, anh lại rõ sang chuyện phụ nữ. Tuy rằng vua thợ săn có lỗi, nhưng mà nhân phẩm đáng tin, mọi người đều công nhận.
Tôi đang lo cho vua thợ săn. Ban đầu anh ta xém kết hôn với Thúy Lan. Bây giờ thì hay rồi, lại mọc ra thêm một cô gái đại tiểu thư bên cạnh anh ta. Có hai cô gái đấu tới đấu lui, nào còn tâm tư để đánh trận. Anh nghĩ sai lệch rồi. Vua thợ săn tìm Khổng Mai là vì chuyện đánh trận. Tuy rằng về tuổi đời Khổng Mai còn trẻ, nhưng người ta từng du học, lại hiểu đánh trận. Chúng ta học hỏi nhiều cũng không có gì là xấu đâu. Lục Tử, tôi không thích nghe cậu nói như vậy. Trên núi Thanh Long có tài đi săn bẩm sinh. Đi săn không khác gì đánh trận. Thuận Tử là vua thợ săn núi Thanh Long, cũng phải dựa vào bản lĩnh. Hổ Tử, rốt cuộc cậu có ý gì? Tôi mặc kệ hay anh nói gì. Vua thợ săn cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ dứt áo ra đi. Cậu phải nghĩ cho kỹ. Núi Thanh Long rộng hơn 100 dặm, với 7-8 trại lớn nhỏ, đến đâu cũng chẳng như nhau. Và lại chúng ta cùng nhau lớn lên, phải đặt mình trong hoàn cảnh người khác, không thể cản trở vua thợ săn. Uống rượu đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Đi, đến xem thử. Sao thế? Lại đói à? Đi thôi, chúng ta về uống tiếp. Đi, uống rượu. Thế gì? Không có ai. Hay là anh nhìn nhầm? Mau đi thôi, đại gương. Anh Thác Tử, sao anh lại đến đây? Tôi đến tìm Thuận Tử có chuyện. Vào trong thôi. Các anh đánh trận thật hả? Em không về kịp. Lúc em và Thạch Đầu gặp lũ giặc này dưới núi, đã thấy hơi bất thường. Anh nghĩ sao? Bây giờ chúng lên núi, chắc chắn là nghĩ chúng ta sẽ lơ là canh gác. Chúng ta đánh úp chúng đi. Đại ngu, dưới núi tình hình thế nào? Lũ giặc phong tỏa nghiêm ngặt. Trước đây phong tỏa núi chỉ chặn đường lớn, bỏ đường nhỏ. Bây giờ đường nhỏ cũng chặn. Bọn em về báo tin mà tốn sức lắm. Hắc Tử à, tôi muốn nhờ anh đến chỗ Diêu Tam. Tôi không đi. Không đi đâu? Chuyện đầu trọc còn chưa rõ. Giả lại lần trước vì anh ta, lũ giặc mới tìm đến tận nhà. Hắc Tử, chuyện của đầu trọc không liên quan gì đến Diêu Tam. Mục tiêu của chúng rõ ràng là núi Thanh Long. Anh không đi đánh, chúng vẫn sẽ lên núi. Tôi đang nghĩ đây là cơ hội rất tốt. Chúng ta có thể dạy chúng một bài học. Nhưng với năng lực chiến đấu bây giờ, tôi không nắm chắc hoàn toàn. Nếu Diêu Tam có thể gia nhập, chúng ta sẽ ăn chắc phần thắng hơn. Vậy được, tôi nghe lời anh. Tôi đi. Nếu anh ta chịu gia nhập, sẽ tăng thêm sức mạnh. Nếu anh ta không chịu hoặc không biết điều, tôi sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới với anh ta. Sao bốc đồng như vậy chứ? Anh ta là như vậy mà. Tôi tự biết tính toán. Anh Thuận Tử, em cũng đi đây. Đại ngô, tôi hỏi chuyện dưới núi, cậu vẫn chưa nói cơ mà. Em quên mất. Xem ra đám giặc này có lai lịch không tầm thường. Nếu chỉ dựa vào lực lượng thợ săn, chắc không thể nào đối phó chúng. Đúng vậy. Bây giờ tình hình cấp bách, căn cứ địa cũng đang đợi tình báo của cô. Tôi biết tình báo, nhiệm vụ đều rất quan trọng. Nhưng tôi có thể phủi đích bỏ đi hay sao? Chúng ta dạy họ dùng súng vẽ cho họ bản đồ là muốn họ sống có tôn nghiêm hơn. Còn gì? Nếu chúng ta đi để mặc lũ giặc trên núi tàn sát, cho dù tôi hoàn thành nhiệm vụ cũng đâu có ý nghĩa gì. Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Ý tôi là chúng ta có thể nghĩ cách đối phó với lũ giặc. Quan trọng nhất là sự an nguy của cô. Vua thợ săn đến rồi. Anh xem kìa,
Cỏ có độc. Là thế nào? Bà chúng tôi ở đây suốt, nghe thấy động tĩnh bèn qua ngay. Mấy con ngựa này đã thôi thớp. Có ai từng đến đây? Không có ai. Chỉ có khi nãy đại ngu đi qua chào hỏi một tiếng, không còn ai khác. Lúc nãy ba người họ ở đây. Anh Thuận Tự vừa nãy tự nguyện. Được rồi, tạm gác lại chuyện này. Bây giờ lũ giặc Nhật lại sắp lên núi. Mọi người nói đi, trận này có đánh hay là không? Đánh, đánh, đánh. Đánh, đánh, đánh. Đánh, đánh, đánh. Thuận Tử, không nắm rõ tình hình. Anh đi đâu chứ? Vũ khí các anh không thể đánh lại chúng. Anh vẫn chưa rút ra bài học từ cái chết của Thiết Đản sao? Cô đừng ở đây nói suông nữa. Chúng tôi phải báo thù. Báo thù cho Thiết Đản. Báo thù, báo thù. Mọi người yên lặng. Các anh em nghe tôi nói. Báo thù. Mọi người muốn báo thù cho Thiết Đản. Chúng tôi hiểu. Nhưng đánh trận không phải là trò trẻ con. Thuận Tử, cậu là vua thợ săn, là người chỉ huy, không thể dẫn các anh em đi nợ mạng vô ích như thế này. Hôm nay bước ra khỏi cái cửa này, anh sẽ hối hận. Bây giờ bảo mọi người trốn đi mới là cách an toàn nhất. Chúng tôi còn phải trốn đi đâu đây? Anh Thuận Tử, chúng ta đừng có nghe cô ta, có đúng không? Đúng vậy, đây là nhà chúng ta, chúng ta không thể trốn. Người thân của chúng ta không thể chết oan uổng. Chúng ta phải báo thù. Báo thù, báo thù. Đây là người trong tộc tôi. Cô nghe thấy họ nói gì không? Họ đã muốn đánh. Tôi có thể trốn sao? Cô bảo tôi trốn. Tôi có thể trốn đi đâu? Nếu còn trốn, núi Thanh Long sẽ mất. Ngô Vĩnh Thuận, đủ rồi. Đại ngu, nhốt ba người này lại. Bà đến sau trận, hẳn thả ra. Nhưng mà làm thế này không hay đâu, làm đi. Thuận Tử, Quốc Bang, cậu xem. Ồn ào cái gì chứ? Anh sẽ hối hận. Thuận Tử, Ngô Vĩnh Thuận, anh sẽ hối hận. Cậu có đi không? Không đi nữa. Chúng ta phải đánh giặc. Hắc Tử, xin lỗi nhé. Để cậu phải đợi lâu. Tam gia muộn thế này dẫn đến làm phiền anh rồi. Cậu mà nói vậy là khách sáo. Nếu không có vua thợ săn, tôi không biết mình có thể đứng đây nữa không. Nói đi, có chuyện gì? Tam gia, vua thợ săn nhờ tôi chuyển lời. Tối nay lũ giặc sẽ lên núi. Giặc lại đến à? Nếu không có gì bất ngờ, trời sáng sẽ tới nơi. Lần này chúng đánh ở đâu? Tôi vẫn chưa biết. Nhưng vua thợ săn đã dẫn người đi mai phục. Tôi đến là muốn nhờ anh ra quân. Hai bên hợp sức lại cùng đánh giặc. Theo lý, vua thợ săn đã mời, tôi có liều mạng cũng nên giúp. Nhưng cậu cũng biết, sau trận hôm qua, anh em của tôi người chết kẻ bị thương, tổn thất nặng nề. Bây giờ trong trại chỉ còn mười mấy người sống. Tôi sợ không giúp được gì nhiều. Nếu Tam gia có chỗ khó, không sao, Tam gia. Trước đây chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng sau trận hôm qua, tôi đã thật sự hiểu với anh. Anh là anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất. Hắc Tử tôi rất khâm phục. Lỡ mất cơ hội lần này, hy vọng lần sau, hai chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Tạm biệt. Hắc Tử,
Cậu đã nói đến vậy rồi, Dư Tam tôi vẫn từ chối là không biết điều. Cậu đợi tôi, bây giờ tôi triệu tập anh em đi cùng cậu. Được, Tam gia, tôi ở ngoài đợi anh. Sắp bắt đầu rồi nhỉ? Có thể đã bắt đầu rồi. Mong họ có thể sống sót trở về. Cô đừng lo quá. Thượng tử nhất thời kích động thôi. Những ngày qua chúng ta giao đấu nhiều với nhau, tôi tin với năng lực của cậu ấy sẽ không có chuyện gì. Anh Thuận Tử, có khi nào lũ giặc này chỉ phô trương thanh thế chứ không tập kích không? Chắc là không. Chúng vô cùng xảo quyệt, phải chuẩn bị sẵn sàng đề phòng chúng giở trò. Nhưng mọi người đã thức cả đêm, vừa mệt lại vừa buồn ngủ, lát nữa mà đánh thật có bị ảnh hưởng không? Thế này đi, bảo mọi người nghỉ luân phiên để giữ thể lực. Nếu giặc đến thật, Thúy Lan sẽ gọi tín hiệu. Được. Giặc cũng không quái lắm. Các anh em đừng để chúng chạy, xông lên bắt gió. Không đúng, đại ngu, đại ngu, đứng lại, đứng yên. Đại tá Ichiro, cử hai tay bắn tỉa chia làm hai đường chiếm lĩnh điểm cao. Rõ, lên. Ai là thủ lĩnh? Đừng bắn, đừng bắn. Xin anh hùng tha mạng. Biết mình thật đấy. Chúng tôi là người Trung, đến kiếm miếng ăn thôi. Mặc đồ của giặc. Được rồi, đại gương. Là người Trung sao lại mặc đồ của giặc?
Chúng tôi là Hoàng Hiệp Quân trong huyện. Hôm qua có một nhóm thái quân, à không, là lũ giặc đấy. Chúng bắt chúng tôi đổi quần áo, chúng tôi đâu có làm gì được. Nguy rồi. Anh Thuận Tử, Thuy Lan, em đang ở trên quan sát, sao lại chạy xuống đây? Đánh xong trận rồi, ở trên đó để làm gì nữa? Làm bậy. Mau rút lui. Súng của em, Thuy Lan. Rút lui lên núi, Thuy Lan. Đại quân dẫn mọi người rút về phía tây. Nhớ, bên đó là trại của Diêu Tam. Hắc Tử sắp đến tiếp ứng. Đừng phân tán nhau, xông một mạch ra ngoài. Còn anh, tìm Thúy Lan. Chạy về phía tây, đi thôi. Đuổi theo. Nhanh lên. Thuy Lan, Thuy Lan, Thuy Lan. Nhanh lên. Đại quân. Thuy Lan đâu? Lạc nhau rồi, anh Thượng Tử đang đi tìm. Hắc Tử, dẫn mọi người về trước đi. Tôi đi tìm anh ấy. Tránh ra, tránh ra hết đi. Sao cái lại bị thương? Cứu người quan trọng, đừng nói chuyện này nữa. Mau đi thôi. Đi. Anh em rút lui đi. Có đuổi theo không? Tình hình trong nước phức tạp, không thể tùy tiện đuổi theo. Trận này khiến chúng tổn thất nặng nề, thu hoạch rất lớn. Chúng ta phải biết thỏa mãn, quay về tính tiếp. Rút lui. Lão Hồ, chị Thúy Lan sao rồi? Lão Hồ đâu? Nhanh lên. Họ về rồi.
Họ về rồi sao? Đây, anh uống nước đi. Uống nước đi, người anh em. Hắc tử lần này anh mà không đến kịp, chỉ sợ tôi dẫn đến muộn. Đến sớm hơn thì tốt. Không phải sớm hay là muộn, chúng ta đã mắc bẫy của chúng. Trận này đánh quá kém. Tôi không hiểu, bao nhiêu đàn ông sao lại để cho Thúy Lan bị thương? Cô ấy không nghe lời. Lời của thượng tử cũng không nghe. Anh cũng biết mà, cô ấy mà hăng lên, chẳng nghe lời ai. Thúy Lan không sao chứ? Đã xử lý vết thương? Không nghiêm trọng. Từ đầu tôi đã bảo hai người đi sớm đi. Bây giờ thì hay rồi, không ai chạy được. Lão Toàn, bớt nói lại đi. Bớt nói cái gì? Bây giờ thành ra thế này, không khéo ba chúng ta đều phải bỏ mạng. Ông im đi. Cô, nhiều người bị thương quá. Không sao chứ? Thiết đảng, thiết đảng. Thúy Lan, Thúy Lan, trận này đánh kiểu gì thế? Anh không xứng làm vua thợ săn. Bây giờ con dao này không chỉ là trách nhiệm với các trại, với thợ săn, quan trọng hơn là với núi Thanh Long này. Báo cáo, vào đi. Trung tá bộ đội của đại tá Sakahara Yuichi hôm nay tiến công lên núi, đã thắng đậm, khiến thợ săn trên núi tổn thất nặng nề. Tên Sakahara Yuichi tuy rằng đáng ghét, xem ra cũng có tài, được coi là cậy tài khinh người. Trung tá còn nữa, Hoàng Hiệp Quân lần này lên núi gần như bị tiêu diệt hết. Ra là lấy Hoàng Hiệp Quân làm mồi nhử. Thảo nào. Trung tá, tuy giành thắng lợi, nhưng mà nếu cứ đánh theo cách của anh ta, cậu chuẩn bị tiệc mừng công, gác lại chuyện này đã. Sakahara ghê gớm thật.
Không Mai, tôi xin lỗi, tôi không nên nhốt các cô. Anh không cần giải thích, tôi có thể hiểu. Thất bại trước kia đều là lỗi của tôi. Tôi bằng lòng chịu mọi trách nhiệm. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Anh Thuận Tử, anh đừng có ôm mọi tội lỗi về mình. Bây giờ chúng ta nên nghĩ xem, nếu lũ giặc đó còn đến, chúng ta ứng phó thế nào? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã suy nghĩ rất lâu. Tôi thấy mình không có tư cách tiếp tục làm vua thợ săn. Mọi người biết không, bây giờ chỉ cần tôi chợp mắt sẽ nhìn thấy Thiết Đản chết trước mặt tôi. Tôi cảm thấy mình thật sự không có năng lực tiếp tục dẫn dắt mọi người. Hắc Tử, tôi muốn anh thay thế tôi làm vua thợ săn núi Thanh Long. Thuận Tử, trước đây tôi có thành kiến với anh, từng đối đầu với anh, nhưng sau khi anh dẫn mọi người đánh giặc, tôi một lòng một dạ giúp anh, không bất kính với vua thợ săn. Hắc Tử, anh hiểu lầm tôi nói rồi, tôi thật lòng thật dạ đấy. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tôi không chấp nhận, cũng không đồng ý. Hắc Tử, đây cũng là cách hay. Bây giờ đối phó với giặc như thế nào đã không còn là chuyện quan trọng nhất. Việc cấp bách bây giờ là lôi đầu tên nội gián kia ra. Chuyện này phải nói từ cái chết của đầu trọc. Tại sao đầu trọc bị giết? Vì có kẻ muốn thợ săn và thổ phỉ nội chiến, khiến hai bên đều thương vong. Nội chiến trên núi Thanh Long, kẻ được lợi cuối cùng rõ ràng chỉ có người Nhật. Hơn nữa chúng xém đạt được mục đích. Phán đoán trước đó của tôi đã sai. Tôi hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, có người đã quen với cách tư duy của tôi, nên lúc giết đầu trọc, hắn đã giở trò. Hung thủ không thuận tay trái, hắn cố tình dùng tay trái cầm dao để che mắt. Vậy cách cô vừa nói là gì? Đại tá nhàn nhã quá. Chơi cờ có thể giúp cho đầu óc tôi tỉnh táo. Vậy tôi chơi một ván với đại tá được không? Từ khi học chơi cờ, tôi toàn là chơi một mình, không quen chơi với người khác. Đại tá, tôi nghe nói lần này ngài khiến cho đội du kích núi Thanh Long thiệt hại nặng nề, tôi đến để chúc mừng. Trung tá làm quá rồi, vui chi chỉ đánh bại mấy tên thợ săn, không có gì to tát. Đại tá khiêm tốn quá. Tôi không khiêm tốn, theo tôi thấy đây chỉ là thắng lợi quá đỗi bình thường. Tôi chỉ thắc mắc, có vài người không đánh lại thợ săn, không có sức chống cự, còn có tư cách gì chỉ huy quân đội của đế quốc? Nếu đại tá đã khiến đội du kích núi Thanh Long tổn thất nặng nề, xin hỏi bao giờ đại tá rời đi? Tôi nói tôi định rời đi. Khi nào? Trung tá, huyện Thanh Điền vẫn là huyện Thanh Điền của ông, nhưng mọi thứ ở đây đều thuộc về Thiên Hoàng Bệ Hạ. Còn bao giờ tôi rời đi, ông không cần biết. Nếu đã như vậy, nhân viên của ngài sắp xếp thế nào? Tôi bố trí ổn thỏa hết rồi, không cần ông bận tâm. Đợi đã, ông có biết Hasegawa âm thầm điều tra tôi không? Tôi không biết. Vậy bây giờ ông biết rồi,
Cần tôi dạy ông làm thế nào không? Không cần. Thất bại trận này đều là trách nhiệm của tôi. Tôi bằng lòng gánh chịu mọi hậu quả cho các anh em đã chết một lời giải thích. Từ khi Ngô Vĩnh Thuận tôi làm vua thợ săn, vì năng lực có hạn, phụ lại sự kỳ vọng của mọi người, thấy hổ thẹn với tổ tiên các đời ở núi Thanh Long, nên tôi quyết định từ bỏ danh hiệu vua thợ săn. Từ bỏ vua thợ săn đâu có được. Như núi Thanh Long không thể thiếu thủ lĩnh, chúng ta cần vua thợ săn giỏi hơn. Hắc Tử, bắt đầu từ hôm nay, Hắc Tử chính là vua thợ săn núi Thanh Long. Tại sao chứ? Được không? Được không? Đồng ý. Đâu thể thế được. Được không? Phục. Được không? Phục. Vua thợ săn các đời sở hữu con dao này đều thắng trên cuộc thi vua thợ săn, nhưng bây giờ do tình thế ép buộc nên giao cho người có năng lực. Mọi người yên tâm, Hắc Tử tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng, dẫn dắt tộc ta đánh lui lũ giặc, bảo vệ núi Thanh Long bình an. Chúng tôi không đồng ý. Không phục. Không đồng ý. Không phục. Hắc Tử, anh làm vua thợ săn, tôi không phục. Em cũng không phục. Phải, anh đã thua ở cuộc thi rồi, bây giờ làm vô thời gian là phá hỏng quy tắc của tổ tiên. Đại vương vẫn chưa nhìn rõ à? Anh Thuận Tử đã đưa giao vô thời gian cho anh Thác Tử, bây giờ anh Thác Tử là vô thời gian mới, anh phục hay không thì anh ấy cũng là vô thời gian. Phải đó, người ta không muốn làm nữa, các anh cứ ép người ta là các anh không đúng rồi. Dớ dẫn, nói gì vậy? Nói lại thử xem, làm gì thế? Buông ra, làm gì thế? Suy cho cùng cũng chỉ là một đám dân núi. Đại ngu, giao vua thợ săn là tôi giao cho Hắc Tử. Từ bây giờ Hắc Tử chính là vua thợ săn mới. Ai không phục thì đến tìm tôi. Tử cảm ơn liệt tổ liệt tông núi Thanh Long. Vua thợ săn, vua thợ săn, vua thợ săn, vua thợ săn. Trung tá, ngài tìm tôi sao? Cậu lén điều tra Sakahara Yuji. Trung tá, mục đích đại tá Sakahara đến huyện Thanh Điền vẫn chưa rõ ràng, thế cho nên có manh mối không? Vẫn chưa có. Cậu làm như vậy khiến tôi bị động. Sau này có chuyện như thế phải nói với tôi trước đấy. Nào, Thác Tử, uống rượu đi. Đây, uống rượu đi. Theo quy tắc tổ tiên, vua thợ săn mới có thể tùy ý chọn gái chưa chồng trong trại để làm vợ. Anh Thác Tử à, anh có thích ai không? Em biết. Chắc hẳn anh vẫn nhớ đến Dương Thế Lan, đúng không? Bỏ dao xuống. Bỏ dao xuống.